Rồi, Nghĩa xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ATP Club Channel và chào mừng mọi người đã đến với video nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của Nghĩa. Thì ngày hôm qua chúng ta không gặp nhau thường xuyên, ngày hôm qua Nghĩa không lên sóng được với anh chị nhà đầu tư chúng ta về nội dung, vì ngày hôm qua có một số công việc mình sẽ không nêu lý do. Thì ngày hôm nay chúng ta quay trở lại gặp nhau và rất hy vọng là sẽ vẫn nhận được những cái ủng hộ của anh chị nhà đầu tư của mình. Trước tiên thì chúng ta đã có thể thấy được là chúng ta đang có một phiên giao dịch tốt và xin chúc mừng là tất cả các anh chị nhà đầu tư của mình. Nếu như anh chị đang có nắm giữ cổ phiếu ở phiên giao dịch ngày hôm nay, mình cho rằng với một tâm thế đang nắm giữ cổ phiếu thì mọi thứ đang bắt đầu phấn khởi hơn. Mặc dù sẽ có một số anh chị nhà đầu tư là có lãi được. Một số chị nhà đầu tư sẽ không có lãi ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chắc chắn anh chị cầm cổ phiếu nó sẽ đang có được một cái sự hân hoan hơn với lại anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, đặc biệt anh chị đang nắm giữ phung tiền thì lại cực kỳ khó chịu ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì thumbnail Nghĩa có để rất là rõ đó là bùng nổ VN Index chúng ta vượt 1.300 và chúng ta đang đứng một trước một cơ hội vàng, một cơ hội mà mình đã chờ đợi rất lâu chúng ta mới có thể đến được. Một cơ hội mà mình cho rằng là cái giai đoạn huy hoàng nhất của thị trường chứng khoán nó đang đến. Thì cụ thể như thế nào và rõ ràng như thế nào anh chị có thể để lại ở bên phần comment ở bên dưới những cái góc nhìn của anh chị, những cái quan điểm của anh chị. Anh chị có đồng ý với việc là thị trường chúng ta đang ngon hay không, hay anh chị vẫn đang cảm giác là thị trường chúng ta chỉ đang là một cú kéo rướn, một trạng thái bull trap hay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của video này như vậy ha. Video này dự kiến chắc là cũng tầm đâu đó khoảng cỡ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, nó không ngắn đâu. Thì hy vọng anh chị nhà tôi chúng ta có thể theo dõi đến cuối video để cập nhật kỹ hơn. Đương nhiên thì ở phần đầu tiên thì sẽ điểm tin về các thông tin kiến thức, các yếu tố kinh tế vĩ mô và tiền tệ một cách khái quát, không quá chi tiết. Sau đó mình sẽ đi vào phân tích thị trường và cuối cùng sẽ đi vào hỗ trợ các mã cổ phiếu. Cho nên anh chị nhà đầu tư nếu như có quan tâm về các mã cổ phiếu mà tiềm năng cho ngày mai thì anh chị có thể theo dõi đến cuối video này nha. Ok rồi, thì trước tiên nói về kết quả mình sẽ không nói vội, mình sẽ đi từ lớn tới nhỏ. Thì vẫn như thường lệ Nghĩa sẽ chia sẻ với anh chị nhà đầu tư chúng ta về cái chỉ số Dow Jones và các cái số liệu kinh tế đang chờ đợi. Đêm qua chúng ta thấy là Dow Jones có một phiên vận động tương đối mạnh với một biên độ dao động chắc cũng phải đâu đó khoảng từ 300 điểm ha, 300 đến 400 điểm, Nghĩa không nhớ chính xác. Quay nè, 300 điểm. Dow Jones có một cái phản ứng giảm điểm mạnh ở đầu phiên, sau đó thì có một trạng thái rút chân kéo tương đối. Thì chỉ số Dow Jones thì Nghĩa có chia sẻ với chị rồi, khoảng cỡ đâu buổi chiều á, Nghĩa nhớ là chiều hôm thứ hai làm video thì Nghĩa có nói đó là mình đánh giá cao là về mặt kết quả của Dow Jones tối thứ hai và tối thứ ba nó sẽ không có biến động gì, tại vì chỉ số này nó sẽ có dáng vấp câu chuyện chờ đợi kết quả các thông tin kinh tế số liệu của Mỹ trong tháng tư. Thì chúng ta biết là tối ngày hôm nay là tối thứ tư, chúng ta sẽ có đón nhận hai thông tin kinh tế quan trọng. Thông tin thứ nhất đó là chỉ số lạm phát tháng năm của Mỹ CPI, thông tin thứ hai đó là cuộc họp của Fed. Đấy, chúng ta sẽ có hai CPI chúng ta sẽ nhận ở đâu đó khoảng cỡ 7:30 đến 8 giờ tối, và Fed thì chúng ta sẽ nhận vào khuya 12:30 đến 1 giờ khuya. Chúng ta sẽ nhận về những khoảng thời gian đó. Thì mình cho rằng chắc chắn trong tối ngày hôm nay Dow Jones nó sẽ có một cái biến động mạnh về mặt kết quả nha. Chúng ta không nói về trong phiên ngày hôm qua là có một kết quả rồi. Trong phiên ngày hôm qua Dow Jones biến động đến 300 điểm, kéo 300 điểm. Chúng ta sẽ có nói về mặt kết quả thì Dow Jones đang rất khá là lưỡng lự. Mặt khác chúng ta nhìn sang Nasdaq hay SP500 thì chúng ta thấy là hai chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Mỹ lại đang tiếp tục vượt đỉnh lịch sử. Mình có nói với anh chị nhà đầu tư đó là Nasdaq và SP500 thì khuynh hướng tăng của chỉ số này nó vẫn còn. Tuy nhiên thì cái trend tăng và cái cường độ tăng của chỉ số này thì nó đang tương đối là nhiều bất cập. Có nghĩa là tăng thì vẫn còn tăng nhưng mà rủi ro thì nó sẽ có. Cho nên có thể với một cái diễn biến ở thời điểm hiện tại, đương nhiên thì Dow Jones nó có một cái chỉ số lớn và cái giá trị giao dịch của Dow Jones nó luôn luôn lớn hơn so với lại hai chỉ số đó là Nasdaq và S&P 500. Giống như ở bên
thị trường của mình thì chúng ta có VN Index, có HNX Index, có Upcom, thì bên thị trường chứng khoán của Mỹ nó cũng sẽ có những chỉ số như vậy. Đương nhiên nó sẽ còn nhiều chỉ số khác, ví dụ như VSXP 500, đó là những cái chỉ số liên quan tới small cap của bên chứng khoán Mỹ, tuy nhiên là mình không đề cập tới. Thì Dow Jones nó sẽ thể hiện một cái sự lưỡng lự ở trong phiên dịch vàng ngày hôm nay và tối ngày hôm nay, chính là cái sự biến động của chỉ số này. Nếu như mà chúng ta đón nhận một cái số liệu về CPI tốt cùng với Fed, chúng ta có hai số liệu là CPI và Fed, tức là lạm phát tháng 5 và Fed, thì thật ra cái CPI nó sẽ thể hiện là cái phản ứng của Dow Jones ở đầu phiên, nhưng mà cái quan trọng đó là Fed mới là cái quyết định cuộc diện cuối cùng. Còn thật ra là CPI nó không có quyết định cái cuộc chơi về mặt điểm số, nó không có quyết định về mặt đóng cửa của Fed trong phiên giao dịch ngày hôm nay đâu. Với giả sử như chúng ta có số liệu vào tháng 5 tốt như dự báo, thì có thể là Dow Jones sẽ tăng. Nhưng mà cột của Fed mới quyết định là Dow Jones có thể đóng cửa tăng hay không. Đó, thì như vậy. Thế ngược lại, như vậy hình dung mà. Cho nên tối ngày hôm nay cũng sẽ là một cái điểm tin khá là hay ho. Thì nếu như đánh giá về Dow Jones ở thời điểm hiện tại cùng với là những cái tác động liên quan tới thị trường chứng khoán của mình, thì chúng ta có thể thấy được đó là thị trường chứng khoán ngày hôm nay vượt ngang 3. Thị trường vượt ngang 3 vượt trong những cái sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư, vượt trong những cái sự lo của anh chị nhà đầu tư và vượt trong những cái sự mong chờ của nhà đầu tư. Rất nhiều cảm xúc đã được diễn ra ở trên thị trường. Thì với một cái tác động của Dow Jones, nếu như tối ngày hôm nay chúng ta có những cái sự thuận lợi từ các số liệu kinh tế của Mỹ, từ phù hợp của Fed, từ ông Dow Jones, thì ngày mai cho rằng thị trường sẽ bung lụa. Ngày mai thị trường sẽ bung lụa và mọi thứ trở nên kinh khủng. Đó, tức là cái cao trào nó sẽ được đẩy lên. Ngược lại, nếu như mà tối ngày hôm nay Dow Jones chúng ta giảm, kết quả của CPI có thể tốt, nhưng mà kết quả phù hợp của Fed nó mang một cái phương hướng nào đó không quá tích cực, thì mình cho rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó sẽ là một cái liều thuốc thử, nó sẽ là một cái phép thử tương đối hay ho. Thử như thế nào thì lát nữa Nghĩa sẽ phân tích cho chị ra chị, tạm thời mình xin phép giữ bí mật cho đến một ít phút nữa ha. Nó sẽ có một phép thử cho phiên giao dịch ngày mai, nếu như thị trường chứng khoán của chúng ta nếu như đầu xuân chúng ta giảm và CPI và phép giảm, mình không nói về câu chuyện đó là tiêu cực thì thị trường giảm, nó không hẳn anh chị. Phép thử đó mà một lát nữa Nghĩa sẽ giải thích. Đó là cái đánh giá đầu tiên về chỉ số chứng khoán Dow Jones ở thời điểm hiện tại. Cái số liệu thứ hai mà chúng ta nhìn qua đó là những cái con số. Thì mọi người có thể thấy được, mình có nói là đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ có vì CPI tháng 5, mọi thứ đều đang dự đoán là việc là CPI lạm phát tháng 5 sẽ giảm. Tháng thì sẽ không có giảm, nhưng mà năm thì sẽ có giảm so với lại cùng kỳ của năm ngoái. Bao giờ gồm cả CPI lõi lẫn CPI tổng quát cũng tương tự. Đó là cái kỳ vọng của thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ chờ đợi xem như thế nào. Chúng ta đã có những cái số liệu tốt ở trong tháng 4, chúng ta có được là số liệu về thị trường lao động, chúng ta có được về chỉ số lạm phát CPI, chúng ta có về chỉ số sản xuất công nghiệp, sức mạnh đơn hàng PMI, chúng ta có về chỉ số tiêu dùng có nhanh PCE trong tháng 4, mọi thứ đều đang tích cực. Và dự đoán của các nhà khảo sát cũng như các nhà kinh tế thì người ta đang dự đoán rằng là, và kỳ vọng, đây cũng chính là sự kỳ vọng. Người ta kỳ vọng rằng là các cái số liệu kinh tế nó sẽ tốt, số liệu kinh tế sẽ tốt. Thì mình sẽ phân tích một vài ý kiến để đưa ra quan điểm cá nhân. Thì Nghĩa có ba cái biểu đồ cho anh chị. Cái biểu đồ gần nhất đó là cái biểu đồ về đây là bảng lương trung bình ở trong tháng 5, thì nó đang có một cái khuynh hướng tăng nhẹ cho người lao động, bảng lương trong tháng 5. Chúng ta đã biết là trong tháng 4 chúng ta có số liệu về thị trường lao động của Mỹ không được tốt, thể hiện một nền kinh tế suy yếu. Thì trong tháng 5 chúng ta đang tới thời điểm hiện tại, chúng ta đang thấy được là bảng lương có khuynh hướng là tăng nhẹ, có nghĩa là tích cực thì không hẳn tích cực. Nói thị trường chứng kinh tế của Mỹ mới đó yếu và bây giờ quay trở lại khỏe thì nó không hẳn. Hiện qua là nó đang có một cái sự ổn định, đang có được một sự ổn định. Thứ hai, biểu đồ thứ hai là biểu đồ về thu nhập trên một giờ lao động, một giờ lao động và trên một tuần lao động. Nha.
Thì ta thấy hai cái đường màu xanh nước biển đậm hơn và đường màu xanh nước biển nhạt hơn. Thì chị có thấy là đường màu xanh nước biển đậm hơn thì dáng vấp nó vẫn mang một cái dáng vấp là giảm. Tuy nhiên thì chúng ta đang có được một cái điểm nảy, có nghĩa là thu nhập bình quân một giờ lao động của người dân Mỹ tới thời điểm hiện tại thì bắt đầu nó đang có khuynh hướng tăng nhẹ trở lại. Nó thể hiện qua cái bảng lương chi trả mặt bằng trung bình trong thị trường lao động. Nhưng mà xét về yếu tố là thu nhập trên một bình quân trên một tuần lao động thì nó vẫn mang một cái dáng vấp đó là giảm. Thì cái việc này nó lại một lần nữa có thể thấy được đó là thu nhập không hề có mức đột phá trong tháng năm, thu nhập không có mức đột phá trong tháng năm. Như vậy có nghĩa là có thể nếu thu nhập không có sự đột phá thì thu nhập không có sự đột phá thì khó lòng mà người dân người ta đẩy mạnh về các hoạt động chi tiêu mua sắm sinh hoạt, người ta có thể tạm một cách là thoáng, nó sẽ có những cái sự tính toán chi ly. Cho nên Nghĩa đánh giá rằng về với một cái diễn biến số liệu như vậy thì khả năng CPI trong tháng 5 nó sẽ ổn vậy. Có thể nó sẽ giống như những gì giới chức kinh tế người ta đang đánh giá. Mình đoán nó sẽ là như vậy. Tức là nó không có cái mức gọi là lạm phát tăng mạnh các thứ, không, mình đoán là nó sẽ không có. Vì chúng ta nhìn qua cái số liệu liên quan tới bảng lương và thu nhập bình quân một giờ lao động hoặc là một tuần lao động. Cái biểu đồ thứ ba mà Nghĩa muốn cho chị theo dõi ở đây chính là số lượng tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy là trong tháng 5 cái số lượng tuyển dụng nó cũng bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Trong tháng 5 số lượng tuyển dụng bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Việc này có thể thấy được một việc đó là cái thị trường lao động đang cố gắng tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Thị trường lao động đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp tại Mỹ người ta đang cố gắng vực dậy, người ta đang tạo điều kiện để vực dậy một nền kinh tế. Đương nhiên nó sẽ là một cái cơ hội và rõ ràng nó là cái sự thách thức. Đây là hoạt động tuyển dụng không đồng nghĩa với việc là số người apply tuyển dụng anh chị nhé. Hoạt động tuyển dụng là các doanh nghiệp người ta công bố là người ta sẽ tuyển dụng như này như kia, công ty này công ty kia đấy, thì số liệu này đang phản ánh. Cho nên chúng ta có thể thấy được đó một điều á là trong tháng 5 kinh tế Mỹ chưa có sự chuyển biến nào quá khác đi so với tháng 4. Có nghĩa là một nền kinh tế vẫn đang còn yếu và đang trong những cái chiến lược, trong trong những cái đối sách đối trọng mang khuynh hướng đó là vực dậy và phục hồi kinh tế. Đó là những cái số liệu mà Nghĩa có thể thấy được và Nghĩa có được ở thời điểm hiện tại, Nghĩa chia sẻ với anh chị. Anh chị như tôi mọi người có thể thấy được điều này, cho nên mình sẽ thiên về cái kết quả về CPI trong tối ngày hôm nay nó sẽ mang chiều hướng tích cực như những gì mà các nhà kinh tế, các nhà hoạch định người ta đang kỳ vọng. Đó là điều mình đầu à mình chờ đợi. Hoặc nha anh chị, hoặc bất ngờ nó có một cái số liệu nào đó nó giảm hơn so với lại mình đang cho rằng có thể số liệu của CPI lõi và CPI tổng quát của năm nó sẽ thấp hơn so với lại dự kiến khoảng 0.1%. Ví dụ như ở đây 3.5, có thể đây là 3.4, đây 3.4 có thể là 3.3, mình đang dự kiến nó sẽ là như vậy. Thì nếu như một kết quả này chắc chắn ở đầu phiên Dow Jones nó sẽ tăng mạnh, và đây cũng chính là một cái số liệu để Fed ít tiếng sau Fed người ta sẽ có một cuộc họp và người ta sẽ chia sẻ. Đương nhiên không phải số liệu này nó sẽ quyết định cuộc họp của Fed, mà thật ra Fed người ta đã theo dõi các số liệu kinh tế của thời gian vừa qua và người ta tổng hợp sau đó người ta đánh giá. Trong đó thì số liệu mà quan trọng nhất và ưa thích nhất của Fed người ta hay hướng về đó là chỉ số PCE, chỉ số tiêu dùng cá nhân, chứ không phải là chỉ số CPI, chỉ số lạm phát đó. Tại vì Fed người ta vẫn quan niệm người ta đặt cái lợi ích của người dân Mỹ lên trên hàng đầu, chứ người ta không đặt lợi ích quốc gia, người ta đặt lợi ích của người dân. Cho nên người ta đánh giá cao. Cái việc này anh chị đã thấy rất rõ trong cuộc họp ngày 13 tháng 12 năm 2023. Có thể một số chị nhà tư không nhớ hoặc là có một số chị nhà tư không biết, nhưng nếu anh chị nào có theo dõi Nghĩa ít nhất là từ tháng 12 tới bây giờ thì anh chị đã thấy mình đã phân tích về điều đó rồi, cho nên nó không quá khác biệt đâu anh chị, được chưa? Rồi thì nếu như mà kết quả giả sử như chúng ta đang nhìn nhận với một góc nhìn đó là kết quả này theo một chiều hướng tốt, thì rõ ràng đánh giá ở thời điểm hiện tại cuộc họp này nó khó lòng có thể thay đổi cái quyết định của Fed, đó là giống như mặt bằng lãi suất.
Và tăng lãi suất thì mình đánh giá là cái cửa này khó vậy. Tăng lãi suất mình đánh giá cái cửa này sẽ khó. Tại vì số liệu kinh tế ở cuối tháng 4 nó đang cho thấy một nền kinh tế yếu, đang gặp khá là nhiều bất cập. Thì trong một cái bối cảnh đó thì Fed người ta khó lòng người ta tăng lãi suất. Nó tăng lãi suất đồng nghĩa với người ta đang boost kinh tế, người ta đang boost kinh tế. Ở trong một cuộc họp ở trong tháng 4, Fed có nói rằng là có thể tăng lãi suất nếu như lạm phát tăng hoặc là lạm phát không giảm. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy được là số liệu tháng 4 đang cho thấy một nền kinh tế yếu và lạm phát vẫn đang giảm. Cho nên mình không đánh giá cao cái kết quả cuộc họp của tối ngày hôm nay là Fed người ta sẽ tăng lãi suất. Và trong năm nay mình cũng cho rằng nó cũng sẽ không tăng lãi suất. Mà vẫn duy trì câu chuyện đó là hoặc sẽ nêu mặt bằng lãi suất kéo dài hoặc sẽ tiến hành giảm lãi suất. Thì ở thời điểm hiện tại giới chức khảo sát đang thể hiện điều đó. Cuộc họp vào cuối tháng 7 cũng đang giữ nguyên mặt bằng lãi suất, nhưng mà cuộc họp vào tháng 9 thì nó bắt đầu có những cái sự lung lay. Và nghi nhớ là cách đây không lâu thì anh chị có thể thấy là chiều hôm thứ hai Nghĩa livestream, anh Nghĩa làm video thì Nghĩa có mở cái đồ thị này cho anh chị, và anh chị nhớ là tỷ lệ mà giới kinh tế người ta đang đánh giá về việc là phép giảm lãi suất lúc này nó thấp hơn với tỷ lệ giữ nguyên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại lúc này Nghĩa đang thực hiện video là 4:30 chiều, và chúng ta có thể thấy được đó là số liệu người ta đang có những cái sự lung lay, người ta đang dao động về việc là phép sẽ cắt giảm lãi suất ở trong tháng 9. Thì mình cho rằng có thể nếu như mà Fed người ta có căng như vậy, người ta có căng á, thì người ta sẽ giải nguyên mặt bằng lãi suất và người ta sẽ nới về cái gì bằng cân đối kế toán ngân sách, người ta sẽ nới về ngân sách của Fed, người ta sẽ điều tiết ở trong cái bảng cân đối kế toán. Mình cho rằng nó sẽ điều phối về điều đó chứ không điều phối ở lãi suất theo chiều hướng tăng. Được như vậy, Fed người ta sẽ làm điều đó. Mình cho rằng nếu có giải quyết sẽ giải quyết được điều đó để có thể cái mặt bằng lãi suất không có dấu hiệu gây ra áp lực cho nền kinh tế của Mỹ, và Mỹ vẫn đang cố gắng vực dậy, phục hồi kinh tế các thứ. Và với Nghĩa thì Nghĩa đánh giá điều chuyện này nó sẽ xảy ra ở tháng 9. Với mình thì mình thiên về việc này, mình thiên về việc lãi suất sẽ giảm ở trong tháng 9 chứ nó không giảm ở trong tháng 6 cũng như là trong tháng 7. Thì đương nhiên chúng ta sẽ chờ đợi các kết quả cuộc họp của Fed, những cái phát biểu của chủ tịch Jerome Powell liệu có một cái điều gì đó bồ câu hay không, có sự tích cực nào hay không, hay nó sẽ là một cái sự diều hâu, thì mình sẽ chờ đợi. Được chưa anh chị? Còn quay trở lại cái đánh giá về cái tác động của câu chuyện chính sách của Mỹ, của Fed và với chính sách của trong nước của chúng ta, thì trước tiên Nghĩa có chia sẻ với anh chị ba yếu tố gần nhất, đó là vàng, là tỷ giá, đúng không chị, và lãi suất liên ngân hàng OMO. Thì chúng ta có thể thấy được đó là vàng đã cắm đầu, tức là vàng đã đỉnh rồi, giai đoạn tăng trưởng vàng đã trôi qua về mặt sóng ngắn hạn, và gần như giá vàng nó chỉ mang dáng vấp là giảm từ giờ cho đến cuối năm 2024. Cho nên vàng nó không phải là vấn đề. Và Nghĩa cũng phải nói với anh chị đó là cái giai đoạn mà vàng tạo đỉnh, đó là thời điểm thị trường chứng khoán tạo đáy cho một chu kỳ sóng mới. Thì anh chị nào đến tới thời điểm hiện tại mọi người đang thấy điều đó bắt đầu răng dần dần rõ ra, anh chị cho Nghĩa xin 4 số 1 ở bên dưới phần của mình nha. Đồng ý với mình mà mọi giờ mình 4 số 1. Cái việc thứ hai đó là câu chuyện về mặt tỷ giá thì Nghĩa cũng có đề cập với anh chị rồi. Thoạt nhìn chúng ta thấy là tỷ giá đang có cái khuynh hướng tăng nhẹ. Thoạt nhìn chúng ta đang có khuynh hướng tỷ giá tăng nhẹ sau một cái nhịp và giảm quay trở lại. Tại vì cái việc tăng nhẹ này mình cũng có phân tích cho chị, nó đang có những cái ảnh hưởng từ DXY, tại vì DXY đang tăng. Bối cảnh của DXY đang quay trở lại tăng thì có thể trong ngắn hạn những phiên liên tiếp tỷ giá sẽ có khuynh hướng tăng. Nhưng chúng ta sẽ chưa nói lên được là tỷ giá chúng ta sẽ bất đỉnh tiếp tục tăng hay tỷ giá chúng ta sẽ tạo đỉnh và đi xuống. Nhưng với những cái vận động sâu vàng mình cho ra rằng là tỷ giá sẽ rơi, đó vậy tỷ giá sẽ rơi đấy. Và yếu tố thứ ba đó là lãi suất OMO, tức là lãi suất liên ngân hàng. Thì Nghĩa còn đã nhắc với anh chị về việc đó là phía ngân hàng nhà nước người ta sẽ bắt đầu hạ, làm cách để hạ cái lãi suất liên ngân hàng OMO từ mức là trên 5% về mức là 4%, quanh mức 4%. Thì hiện tại chúng ta đang thấy nó vẫn duy trì quanh cái mức 4% cộng trừ nhẹ nha. Thì dòng tiền ba yếu tố đó là tỷ giá, vàng và
cái lãi suất promo như thế này, thì lúc này ngân hàng nhà nước người ta sẽ toàn tâm toàn ý quay trở về câu chuyện đó là đẩy dòng vốn tín dụng. Người ta sẽ quay trở về đẩy dòng vốn tín dụng và nguồn tiền nó sẽ bắn bơm ra nền kinh tế. Cho nên đánh giá trong bối cảnh vậy đó là nếu như Fed, nếu như Fed người ta không giảm lãi suất sớm nhưng tích cực đó là người ta đã không tăng lãi suất, thì lúc này chúng ta sẽ xem xét đó là Fed người ta cố gắng người ta nêu, giả sử người ta nêu một cái mặt bằng lãi suất quá lâu thì câu chuyện chính sách chúng ta có áp lực hay không, thì mình cho rằng nó sẽ không. Và thậm chí tới thời điểm hiện tại thì Nghĩa đang thiên về việc lúc trước thì Nghĩa có nói như vậy là anh chị sẽ yên tâm là lại trong quý 3, quý 1 Nghĩa có tổng kết và Nghĩa nói với mọi người là lãi suất nó sẽ vẫn, chính sách nó vẫn an toàn cho anh chị đến tháng 6. Nhưng tới thời điểm hiện tại dưới cảm quan của Nghĩa và các cái kiến thức kinh tế của Nghĩa, Nghĩa đang đánh giá thì Nghĩa thiên rằng là chính sách chúng ta sẽ vẫn duy trì ít nhất là đến tháng 9 của năm 2024, chúng ta vẫn không thay đổi chính sách tiền tệ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không đảo chiều, chúng ta sẽ không có đảo chiều tăng lãi suất điều hành các thứ ở trong thời gian này đến tháng 9. Có thể anh chị sẽ thấy các ngân hàng thành viên có rục rịch động thái tăng lãi suất huy động, tức là lãi suất tiết kiệm, mình cho rằng nó sẽ có. Nhưng mà cái chuyện đó nó sẽ không có nhiều và nó sẽ không kéo dài lâu. Ở phía ngân hàng nhà nước người ta sẽ vẫn duy trì câu chuyện là điều phối chính sách và kéo dài chính sách có thể đến tháng 9, thậm chí là đến tháng 11 hoặc là tháng 1 năm sau. Mình cho rằng lãi suất của năm 2024 này ít nhất tới tháng 9 nó sẽ vẫn ổn. Và đồng nghĩa với việc là phía ngân hàng nhà nước sẽ hướng tới câu chuyện đó là bơm tiền qua kênh tín dụng trở lại để đẩy mạnh về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 6.0-6.5% trong năm 2024. Đó là điều Nghĩa đang cảm quan và Nghĩa thấy được qua các cách mà các số liệu trả về. Không biết là góc nhìn của anh chị nhà đầu tư mọi người như thế nào, anh chị có để lại bên dưới comment để cùng chia sẻ với nhau anh chị ha. Rất là hy vọng là welcome tất cả những cái góc nhìn của anh chị. Anh chị cứ để lại, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trên comment. Rồi, xin lỗi anh chị là tóc tai nó không được chỉnh chu cho lắm và hơi buồn xù đoạn này, hơi không chăm lo bản thân xí cho nên lấy sóng với anh chị không được hoàn thiện chỉnh chu đẹp trai cho lắm, anh chị nhà tư thông cảm nha. Hy vọng là chất lượng tư vấn của mình nó vẫn tốt hơn là cái bề ngoài. Ok anh chị ha. Rồi, mọi người xem tới đây thì dừng lại cho Nghĩa một like và một tim anh chị, để cái video này nó có được một cái sức lan tỏa hơn nha cả nhà. Vì sao thì Nghĩa nói về câu chuyện đó thì đang có một vài cái thông tin mà mình cũng có thể thấy được nó đang ổn. Ví dụ như là đang theo dự báo của ngân hàng UOB thì đang có những cái dự báo rằng tăng trưởng trong quý 2 của Việt Nam trở lên là 6.0%. Thì đương nhiên đây là một cái dấu hiệu tốt và biểu hiện Việt Nam nó không đến từ câu chuyện là của mọi phép, mà các số liệu kinh tế Nghĩa đã chia sẻ với anh chị, tổng hợp đến tháng 5 chúng ta vẫn duy trì trạng thái xuất siêu. 5 tháng đầu năm đương nhiên thì trong tháng 5 là nhập siêu, nhưng xét về tổng tháng 5 vẫn là xuất siêu. FDI vẫn đẩy vào rất mạnh, đúng không chị? FDI vẫn đẩy vào rất mạnh. Và gì nữa, thu và chi ngân sách nhà nước dòng tiền vẫn đang dồi dào, có nghĩa là chúng ta vẫn đang khá là thuận lợi trong việc làm sao để bơm nguồn tiền ra nền kinh tế để phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Cho nên Nghĩa vẫn thiên về câu chuyện đó là mục tiêu 6.0-6.5% cho năm 2024 này khả thi. Và hồi nãy mình có nói đó là mình vẫn đánh giá về câu chuyện chính sách sẽ duy trì ít nhất là đến tháng 9 của năm 2024, nó không có chuyện đảo chiều chính sách tiền tệ. Đó là những cái số liệu của Nghĩa. Một bài báo đưa ra đó là ba yếu tố tác động tới thanh khoản của liên ngân hàng, thì anh chị có thể đọc qua ha. Trong ba yếu tố này, nhất đó là tăng trưởng tín dụng, thứ hai là tỷ giá, thứ ba đó là gì anh chị? Vàng. Ba yếu tố này thì nãy mình đã nói rồi, đúng không? Ba yếu tố này nãy mình nói rồi, anh chị có thể đọc một cái bài báo này trên báo Việt Nam Economy để anh chị có thể có thêm những cái góc nhìn chi tiết hơn. Đương nhiên thì báo chí khi người ta viết, khi báo chí người ta viết, người ta sẽ có những cái văn viết nó hay hơn, nó lôi cuốn hơn. Nghĩa là một người tay ngang, Nghĩa không giỏi về văn, có một cái mức độ nào đó mình cũng không quá là hoạt ngôn thì có thể nói những cái mỹ từ nó hay ho với gì. Mình sẽ chia sẻ dựa trên những cái gì đó nó gần gũi, nó dễ nghe, nó cá nhân tí. Hy vọng là vẫn trao được giá trị cho anh chị nhà của mình ha.
Rồi, ok, đó là những cái thông tin mà Nghĩa cho rằng có thể chia sẻ với chị nhà đầu tư chúng ta về yếu tố tổng quát trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến với thị trường của mình về mặt kết quả anh chị ha. Thì trước tiên chúng ta đã thấy là thị trường chứng khoán của chúng ta đến phiên giao dịch ngày hôm nay là vượt ngàn ba, con số vượt ngàn ba. Và một lần nữa anh chị nào theo dõi Nghĩa trong thời gian vừa qua, trước tiên là 3 tuần trước thì mình có câu chuyện gom hàng, có vậy câu chuyện gom hàng 2 tuần 3 tuần trước là bao gồm là 2 tuần trước và 3 tuần trước, đó là tuần thứ 2, tuần thứ 3 trước mình có gom phun hàng. Ở tuần vừa rồi, ký cạnh tuần này thì mình có chia sẻ với chị là mình cho hệ thống khách hàng mình bán hạ một phần tỷ trọng, tối đa là 1/3 hàng ở trong thứ 6 để giảm áp lực về câu chuyện về găm hàng và đợi thị trường chúng ta xác nhận quay trở lại. Sau đó thì nghiệm có đánh giá với anh chị về yếu tố sẽ tập trung cổ phiếu để gia tăng hàng trở lại và đợi thị trường chúng ta bứt phá. Chúng ta có 3 phiên cơ hội tăng trưởng của thị trường. Trong đó thì thứ 2, thứ 3 thị trường sẽ khỏe nhất, cơ hội tăng mạnh mẽ nhất. Thứ 4 thị trường chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện rủi ro, nhưng cơ hội tăng của thứ 4 thì nó vẫn còn đó. Thì chúng ta có thể thấy được là thứ 4 ngày hôm nay thị trường chúng ta đang đánh trong một cái tâm thế khá là ngưỡng ngàng. Ngày mới ngày hôm qua thị trường chúng ta còn giảm 6 điểm. Đúng không chị? Mới ngày hôm qua thị trường còn giảm 6 điểm. Mới ngày hôm qua thị trường còn tạo ra cho nhà đầu tư một cái áp lực về câu chuyện thị trường chúng ta không thể bứt phá, không thể bứt đỉnh, không thể vượt được các thứ qua thị trường chúng ta rất dễ chỉnh. Thì ngày hôm nay thị trường chúng ta vượt ngàn ba sau 2 năm. 2 năm. 2 năm thị trường chúng ta vượt ngàn ba trở lại. Đến bây giờ có anh chị nhà tư nào đang cùng đồng ý quan điểm của Nghĩa là tháng 9 thị trường chúng ta sẽ lên vùng 1430, 1436. Có chị nào đồng ý với cái điều đó không? Ok anh chị. Thì chắc chắn phiên giao dịch ngày hôm nay nó đang mang lại khá là nhiều cảm xúc cho anh chị. Kể cả những anh chị nhà tư đang nắm giữ cổ phiếu, kể cả anh chị nhà tư đang một phần cổ phiếu, một phần tiền mặt, kể cả anh chị nhà tư đang phun tiền mặt. Anh chị phun tiền thì mọi người sẽ vẫn là đang lo lắng về thị trường sẽ oppo các thứ. Nhưng mà chắc chắn sau kết quả của phiên dịch ngày hôm nay và anh chị nào có theo dõi diễn biến của phiên chiều thì bắt đầu mình khẳng định anh chị đang cầm tiền sẽ dao động. Mình không nói là câu chuyện anh chị có quay trở lại mua ngay hay không, nhưng sẽ có một sự dao động nhất định. Anh chị cầm tiền chắc chắn sẽ có sự dao động. Khi thị trường chúng ta đang đánh quá quyết liệt ở trong phiên chiều ngày hôm nay. Đó. Thì đây là cái nhận định của thị trường cho hệ thống khách hàng của Nghĩa trong buổi sáng. Trong buổi sáng ngày mai thì Nghĩa chia sẻ rất rõ quan điểm. Đó là xét về cách thị trường vận động, thị trường đã trôi khả năng bứt phá. Nhưng không đồng nghĩa cổ phiếu như vậy. Có nghĩa là không đồng nghĩa cổ phiếu đã trôi qua cơ hội bứt phá. Khi chúng ta vẫn ghi nhận nhiều nhóm ngành cổ phiếu có dấu hiệu đánh khỏe trong một phiên giảm điểm như ngày hôm qua. Ví dụ như chứng khoán, phân bón hóa chất. Do đó, cơ hội tăng trưởng với cổ phiếu vẫn giữ nguyên, chỉ sẽ không tăng theo nhóm đồng loạt trên thị trường. Xét về rủi ro, thị trường sẽ chỉ rủi ro khi và chỉ khi mắc, xin lỗi chị viết lỗi chính tả ha, viết nhanh quá, mắc mốc 1272, còn lại mọi trạng thái vẫn rất bình thường. Đó. Đó. Đúng không? Xét về cơ hội như đầu tuần để đánh giá, thị trường vẫn có thể tìm tăng điểm đến thứ tư. Tuy nhiên cơ hội tăng mạnh là nằm ở hai phiên, xin lỗi, hai phiên đầu tuần. Hai phiên đầu tuần. Cái này do đó phiên giao dịch hôm nay vẫn đánh giá một phiên thiên về tăng điểm. Người thấy không ạ? Mình đánh giá rất khả quan. Xét về hôm nay, xét cổ phiếu, không xét thị trường để đánh giá cổ yếu, cổ khỏe. Với tài khoản phun hàng, nếu như phiên ghi nhận không có bất cứ cổ phiếu nào tăng trong danh mục, anh chị nên cơ cấu danh mục. Với tài khoản một phần hàng, một phần tiền không mua được cổ phiếu nhưng vẫn ưu tiên đẩy mạnh hàng ở thời điểm hiện tại và chọn cổ để đẩy. Đó là những gì Nghĩa chia sẻ với hệ thống khách hàng của mình. Và ngày hôm nay mình vẫn tập trung
nhặt cổ phiếu, gom cổ phiếu, anh chị có thể thấy rất rõ. Đây anh chị, ví dụ như đây, ví dụ như đánh giá về nhóm chứng khoán. Chứng khoán buổi sáng đang chạy cả dòng. Đấy, các ông yếu nhất như VX, XHX, XBX, AX cũng ngóc đầu đi lên được. Kiểu này thì đang tạo cơ hội cho cổ đi lên, dù thị trường không có khả năng lên sớm được anh chị. AGR chính thức vượt đỉnh các thứ mà bạn tiếp tục gồng lại mình cho mua từ 20.5, 20.1. Rồi Nghĩa cũng từng đánh giá với anh chị cái dòng chứng khoán thì cái chìa khóa của nhóm ngành này đó là SSI. Đúng không? Thì nói với một người là SSI nó vượt được 36.2 thì dòng chứng có lực để vào sóng. Còn nếu SSI chưa vượt được 36.2 thì tạm thời vẫn chưa. Đó là điều mà Nghĩa chia sẻ với chị. Và anh chị có thể thấy được là phiên giao dịch ngày hôm nay dòng chứng nó đang thể hiện được điều gì. Rồi thì nữa mình xem nào. Ngày hôm nay SSI có một cái thông tin về câu chuyện rumor đó là SSI được Ủy ban chứng khoán chấp nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ 4 asset vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 20% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 15%. SSI có một cái tin rumor. Thì đặt ra cái tin này ngày hôm qua vậy thì VCI nó có một cái thông tin đúng không? Sau đó thì VCI cũng tăng. Ngày hôm nay AI có một thông tin về AI cũng tăng và là AI cuối phiên đã bứt lên được cùng giá là 36.6. Thì cái yếu tố của thị trường ở ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại thì mình đang thấy được, với Nghĩa đang thấy được nó có hai điều hay ho. Nó có hai điều hay ho. Điều hay ho thứ nhất đó là chúng ta có vẻ như sẽ có được dòng dẫn. Có vẻ như vậy, mình cũng chưa chắc chắn nhưng mà có vẻ sẽ có được dòng dẫn. Đó là ngày hôm qua chúng ta có thép, ngày hôm nay chúng ta có chứng khoán. Thì với Nghĩa một dòng dẫn là như thế nào thì Nghĩa chia sẻ với chị nhiều lần rồi. Một dòng dòng dẫn sóng là một dòng mà nhóm ngành phải có sự sự đồng đều, phải có được hiệu ứng với thị trường, phải có cổ phiếu có sức ảnh hưởng. Thì dòng thép mình đánh giá vì sao? Vì chúng ta có HPG mặt bằng các nhóm ngành trong cổ phiếu trong nhóm ngành khá là cân bằng đồng đều với nhau. Ví dụ như tốt khỏe khỏe thì chúng ta có là VGS, có Nam Kim, có Hoa Sen. Ở dưới hơn chúng ta có thép Tiên Liên, TLH, có thép Việt Nam, có XMC, có âm thép Đông Á nữa, cũng xem. Có nghĩa là có được một sự đồng đều. Đương nhiên cổ khỏe cổ yếu khó rõ nhưng mà nó vẫn có được một sự đồng đều. Có nghĩa là có cơ hội tăng. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy được là cũng có được một sự đồng đều của nhóm chứng. Anh chị hãy để ý các cổ phiếu như CTS này. Hãy để ý nha, CTS này. MBS này. Rồi gì nữa vậy? Rồi FTS này. Rồi CM này. Là những cổ phiếu, là những cổ phiếu khỏe trong giai đoạn vừa qua của nhóm chứng và phiên giao dịch ngày hôm nay đang chững lại, đang chững lại sau đó, giai đoạn này, giai đoạn này đang chững lại đến ngày hôm nay mới tăng. Rồi đến ngày hôm nay có những cổ phiếu đầu quan trọng bậc nhất đó là ông mấy cái thì ông ủng mong và mặt bằng các nhóm ngành khác đang đều tới những cổ phiếu yếu nhất như là Nghĩa có điểm cho hệ thống khách hàng của Nghĩa đó là VIX cũng vừa được cái cản đó là 18.6, 18.7 đúng không? Rồi như anh chị hay là ông XHS ấy, ông cổ phiếu bị nặng mông che chở nhiều nhất thì cũng đã vượt được 19.2. Rồi ông gì nữa, hay là những ông cổ phiếu chậm ở dưới ví dụ như AAS cũng đã có thể đi lên, hay là XBX cũng đã có thể đi lên. Như vậy có nghĩa là đang có được một cái sự đồng đều cho cái xu hướng nhịp tăng của cổ phiếu và rõ ràng hai nhóm ngành này là hai nhóm ngành có sức lan tỏa với thị trường. Cứ khi hai nhóm ngành này mà tăng một cái là nhà tư người ta sẽ nói với nhau, ô nhóm ngành này tăng kìa, nhóm ngành này kéo thị trường rồi. Đó là nhóm ngành dẫn dắt thì mình đánh giá là hai nhóm ngành này có khả năng sẽ là một trong hai nhóm ngành này sẽ là nhóm ngành dẫn dắt cho thị trường trong giai đoạn sắp tới.
Đó là cái điều đầu tiên để đánh giá. Cái điều thứ hai đó là chúng ta, anh chị nào theo dõi Nghĩa thì Nghĩa có nói một câu nói rất chắc chắn với mọi người, đó là muốn thị trường chúng ta tăng điểm, muốn thị trường chúng ta vượt ngàn ba, chúng ta phải có ngân hàng. Mình nói rất kỹ về yếu tố này đúng không? Anh chị nào theo dõi livestream hay video của Nghĩa, anh chị thấy Nghĩa không biết các anh em khác đánh giá như thế nào, Nghĩa cũng không có quăng theo dõi đủ thời gian để theo dõi hết tất cả mọi người. Nghĩa không biết các môi giới khác, các tư vấn khác người ta đánh giá đi như thế nào, nhưng với Nghĩa thì vẫn nói rất rõ với anh chị, trong giai đoạn tháng 5 đến bây giờ mà nói là mình không đánh giá ngân hàng sẽ là dòng lít, nhưng mà muốn thị trường chúng ta vượt đỉnh, muốn thị trường chúng ta vượt ngàn ba, mình cần phải có ngân hàng. Và anh chị có thể thấy được là phiên giao dịch ngày hôm nay ngân hàng nó tỏa sáng như thế nào, nó xuất hiện đúng vị trí. Thị trường là một phiên giao dịch buổi sáng khá trầm lắng, khá nhẹ nhàng, khá buồn ngủ, nhưng mà buổi chiều thì nó đang tạo ra một cái sự nghi ngờ, tạo ra một cái sự bất ngờ, bất ngờ với những anh chị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu, tại vì anh chị không nghĩ rằng thị trường có thể tăng mạnh như vậy. Bất ngờ với những nghi ngờ với những anh chị nhà đầu tư đang cầm tiền, tại vì anh chị vẫn sợ thị trường upbo đúng không, mà vẫn sợ thị trường upbo đấy. Thì cái câu chúng ta có thể thấy là ngân hàng nó đang đánh một cách mạnh mẽ như thế nào ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúng ta thấy là dòng tiền đẩy cổ phiếu tăng điểm tốt nhất của những mảng ngân hàng đó là VPB. Ngày hôm nay VPB tăng đến 6%, vẫn mất tăng kinh khủng. Anh chị hãy nhìn lịch sử của VPB, lâu lâu nó sẽ làm được quả như vậy á, lâu lâu nó mới sẽ làm được quả như vậy, 3% 6% đây, lâu lâu nó làm được quả như vậy, vậy đó. Đó thì rõ ràng VPB kéo trong phiên dịch ngày hôm nay và nó tạo ra một hiệu ứng tốt. Rồi gì nữa chị? Rồi Vietcom. Rồi Vietcom. Vietcom là một cổ phiếu ở cuối tuần trước nữa, tức là thứ sáu cách đây 2 tuần, tuần này và tuần trước, thì tuần trước nữa tức là thứ sáu cách đây 2 tuần, thì cái thời điểm Vietcom giảm pha đấy, thì lúc đó anh chị như tôi có sự lo lắng là Vietcom giảm là thị trường đi bùi, thị trường sẽ sập các thứ. Thì Nghĩa lại nói Vietcom giảm điểm trước đôi khi nó lại là một điều hay, tại vì cái thời điểm đó Vietcom giảm pha đấy nhưng mặt bằng của thị trường không có ảnh hưởng gì quá nhiều, cổ phiếu vẫn vận động đơn lẻ, lúc đó cổ phiếu vận động đơn lẻ chứ không phải vận động theo dòng. Thì mình có nói nếu như mà Vietcom giảm trước thì có khi Vietcom tạo đáy được, thì chính thời điểm mà Vietcom tạo đáy đi lên là thị trường chứng khoán có thể được có một cái sức đẩy. Thì ở tuần kế cận sau đó chúng ta thấy là Vietcom tạo đáy đi lên lần một, sau đó 3 phiên vừa rồi thị trường giảm chính, thứ sáu, thứ hai và thứ ba Vietcom giảm, ngân hàng giảm, địa chỉ số giảm, VN30 tạo áp lực, và một lần nữa Vietcom lại về vùng giá 87 thì ngày hôm nay Vietcom bật. Thì với một cái vận động này thì mình đang thấy được là Vietcom đang có vẻ như có hai đáy, đáy một ở đây và đáy hai ở đây. Thì nếu như mà Vietcom có hai đáy thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm là Vietcom nó chỉ đi lên chứ nó không thể đi xuống. Mà Vietcom đi lên thì anh chị hình dung đó là thị trường nó sẽ lên như thế nào. Hai đáy vậy, hai đáy bao giờ nó uy tín hơn? Vietcom có khả năng hai đáy rồi. Vietcom mà vượt 89.2 là gần như sẽ xác nhận điều này. Hai đáy đi lên. Vietcom hai đáy thì anh chị hoan hỉ, mọi thứ nó perfect. Cho nên chúng ta đang thấy được đó là ngân hàng đang cũng mong như thế nào cho thị trường, đang đóng một cái vai trò cực kỳ hấp dẫn. MBB cũng bật được 2%, rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng khác cùng lên tiếng, hay là BID. Trong buổi sáng BID giảm, thậm chí giảm phá đáy nhưng mà cuối phiên lại kéo, thì rõ ràng ngân hàng ra tay thì tỷ số không thể đi lên. Và đoạn này anh chị sẽ thấy mình có nói với anh chị một ý gần nhất, đó là cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó cũng không thỏa điều đó, đó là thanh khoản của phiên giao dịch ngày hôm nay tính tới hết phiên, để người xem nào, 23.000, 1.400 là được ra là 25.600, 25.600 với 1.600 là 27.200, thì được hơn 27.000 tỷ ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì như vậy nó đã bắt đầu tốt dần lên, đương nhiên nó không phải quá lớn nhưng nó bắt đầu tốt dần lên. Thì cái thời gian trước anh chị mọi người nhớ, cách đây 1-2 phiên, tức là hình như trong chiều thứ hai mình có nói đúng không, trong chiều thứ hai video chiều thứ hai mình có nói đó là thanh khoản đoạn này nó sẽ khó,
anh chị sẽ cho rằng là phải có dòng tiền thì thị trường mới vượt đỉnh. Nhưng mà mình nói vậy, thị trường vượt đỉnh thì tiền nó mới sinh ra. Thị trường mới sinh ra. Đó, dòng tiền mới sinh ra, tại vì nhà đầu tư người ta vẫn nghi ngờ thị trường. Thì khi nhà đầu tư người ta nghi ngờ thị trường thì không có câu chuyện nhà đầu tư người ta sẽ xuống tiền với thị trường. Người ta sẽ mua bán ở một cái mức độ vừa phải, một cái sự cân đo đong đếm giữa mua và bán. Đó, cho nên vì sao đến phiên giao dịch ngày nay vẫn có anh chị nhà đầu tư đang cầm phung tiền. Thì chỉ khi thị trường đánh vượt đỉnh, vượt ngang ba, khi tự động dòng tiền nó mới nở, và anh chị thấy là thị trường vượt ngang ba cái là thanh khoản nó bắt đầu nó vào. Thị trường khéo ở cuối ngày bắt đầu thanh khoản nó vào, tại vì với nhà đầu tư thị trường tăng, điểm số tăng thì mới uy tín, thì mới tích cực. Cho nên chắc chắn sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì thanh khoản thị trường nó sẽ nở ra. Đó là điều mình có thể thấy được. Thậm chí buổi sáng ngày mai chị sẽ thấy thanh khoản nó đã tăng tương đối nhiều lần so với lại sáng ngày hôm nay. Có thể thậm chí là gấp 1,5 lần, thậm chí là gấp đôi. Mình đoán nó sẽ là như vậy. Đó. Và nếu như chúng ta nhìn lại, không có dòng tiền nhưng thị trường đang muốn đánh bứt, thì rõ ràng đó là ý chí tạo lập. Chỉ có cái mập, chỉ có tạo lập người ta mới đưa tiền vào trụ, đưa tiền vào ngân hàng, ta kéo kiểu đó. Thử hỏi ở đây, giả sử như ngày giả sử như cái video này đang có đâu đó khoảng từ 100 anh chị nhà tôi đang theo dõi, thì không biết con số bao nhiêu, tại vì Nghĩa đang quay trước khi Nghĩa Úc mà. Thì giả sử đang có 100 anh chị nhà tôi đang theo dõi, thì thử hỏi có được 50 anh chị nhà tôi đồng thuận mua cổ phiếu ngân hàng trong phiên dịch ngày hôm nay để lại thị trường hay không? Một nửa thôi, mình đoán là không. Mà chúng ta sẽ thấy rất rõ ý chí của tạo lập, ý chí rất rõ của thị trường vẫn khỏe. Từ tuần trước chúng ta đã thấy thứ năm, thứ sáu thị trường có những cái rủi ro như thế nào, nhưng mà thị trường chúng ta vẫn không giảm. Sau đó ngày hôm thứ hai và thứ ba thị trường có cơ hội như thế nào, nhưng mà thị trường không bứt phá được. Phải đến đợi ngày hôm nay mọi thứ nó đang đến một cái diễn biến bất ngờ thì tạo lập người ta lại đưa tiền vào, người ta kiếm ngân hàng. Thì rõ ràng ý chí thị trường đang muốn cho thị trường đi lên. Như vậy anh chị đừng chống chế ha, anh chị đừng chống chế, anh chị đánh giá rất hay, thị trường đánh rất hay. Đó, mình phải nói tạo lập thị trường người ta đang biết, cực kỳ biết đánh với thị trường này. Như vậy là về cái tham minh, về cái tham minh mình đang dự đoán cho thị trường của chúng ta, đó là phiên thứ tư vẫn có thể tăng được, thì thị trường vẫn tăng được và thậm chí tăng nhiều hơn cả một cái sự ngỡ ngàng. Thì nếu như nhìn qua yếu tố dòng tiền chị thì ngày hôm nay nước ngoài người ta vẫn bán ròng. Đương nhiên thì nước ngoài bán ròng thì mình có nói nó sẽ là một cái cản trở. Thì nước ngoài bán ròng thì đương nhiên tâm lý của nhà đầu tư người ta sẽ vẫn có những cái sự e ngại. Đúng không vậy? Nó vẫn có những cái sự e ngại. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn vấn đề. Đó là thị trường của chúng ta giao dịch ngày hôm nay là 27.000 tỷ, hơn 27.000 tỷ. Nước ngoài bán ròng là 588 tỷ thì nó là con số gì so với tổng giá trị giao dịch? Nó chỉ là cái đinh thôi chị. Thị trường chỉ giao dịch cực kỳ nhỏ trong tổng giao dịch. Nước ngoài người ta giao dịch cực kỳ nhỏ trong tổng giao dịch. Nhưng mà nhà đầu tư người ta vẫn hay lo lắng, chuyện này chuyện dễ hiểu. Thì mình kỳ vọng là để thị trường chúng ta đồng thuận thì ít nhất các anh ngoại, mình cần mượn sức của các anh ngoại quay trở lại câu chuyện là ngưng bán một cái để thị trường chúng ta có thể đi lên một cách ngon nghẻ. Mình kỳ vọng điều đó. Ok anh chị. Rồi, như vậy là xét về yếu tố cuối phiên, chúng ta có 313 cổ phiếu tăng xanh, 6 cổ phiếu tím, 124 cổ phiếu giảm, 2 cổ phiếu sàn, 26 cổ phiếu tăng xanh của trong VN30. Mã xanh khá là nhiều về mặt kết quả, cho nên thị trường đang có một cái trạng thái quay C. Thì lướt nhóm ngành thì chứng khoán ổn này, bất động sản cũng có ăn theo, thép cũng có ổn định. Ồ, Hòa Phát cuối phiên còn đẩy được 1,7% mà. Chà, Hòa Phát làm cái uy tín là gì ha. Ngày hôm qua thì Nghĩa có làm một cái hình. Hôm qua mình có làm một cái hình vui thôi. Nghĩa có đăng Facebook và Nghĩa nói là anh họ Trần Tiên Long mua cổ phiếu của anh Khó Trần, nhưng đã mua không Hòa thì Phát. Thì chúng ta thấy là Hòa Phát Nghĩa là một cổ phiếu mà Nghĩa có nói là mình vẫn tin rằng đây sẽ là một cổ phiếu trong giai đoạn thị trường uptrend.
trong thời đoạn thị trường sống tăng thì Hòa Phát nó sẽ đóng góp cùng. Và Hòa Phát đang cho dấu hiệu đi trước rất ổn thỏa. Đúng vậy. Rồi Hoa Sen ngày hôm nay quay trở lại tăng 24.5 được 1%. Nam Kim ngày hôm nay thì Nam Chiếu. Vì sao trong Hoa Sen và Nam Kim thì nghĩa là dọn Hoa Sen. Cho là khách hàng có nghĩa mà người không chọn Nam Kim. Thì anh chị cũng thấy được là Hoa Sen nó tốt đúng không? Hoa Sen nó nhỉnh hơn Nam Kim một tí. Đương nhiên 1.9, 1.10 nó không có chênh lệch quá lớn. Nhưng mà nhỉnh hơn một tí. Đó. VG thì mình cũng vẫn cho hệ thống khách hàng mình giữ và đang lại tốt. Tuy nhiên tới vùng này thì mình đã cho bán 1/2 và vẫn còn giữ 1/2. Việc này cũng đã chia sẻ với chị nhiều. Đương nhiên thì sẽ có cổ khỏe và có cổ yếu. Như người là nói, cổ yếu mà sẽ cho hệ thống khách hàng mình cơ cấu bán. Đương nhiên lỗ nó sẽ không nhiều đâu chị, có thể là 1%, 2%. Nhưng mà cái đảo sang được cổ khỏe thì gần như các cổ phiếu mình cho hệ thống khách hàng mình nắm giữ đều mang lại một lợi nhuận lớn. Đương nhiên mang lại một lợi nhuận lớn. Đó là điều mà mình khẳng định. Kết quả nó luôn luôn trả về như vậy. Cho nên anh chị nhà tôi có thể yên tâm ha. Dầu khí các thứ cũng đang ổn. Dầu khí PVX, PVC, PVD, thủy sản, phân bón hóa chất, điện, dệt may, ok, dệt may, ok, ok, mọi thứ là ổn. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái nhóm ngành có hiệu ứng, có thể là nhóm ngành thị trường. Còn câu chuyện gọi là nhóm ngành dẫn dắt hay không thì mình chưa biết. Chúng ta phải đợi thêm. Phiên ngày hôm nay là một mới mồi. Rồi, anh quan điểm anh chị nhà đầu tư như thế nào? Mọi người có thể để lại bên dưới phần comment. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá thị trường trên góc nhìn kỹ thuật. Rồi. Ê, như vậy là thị trường chúng ta có một cây nến xanh quá uy tín. Có một cây nến xanh quá uy tín. Người có nói với anh chị á, nếu như đánh giá về phiên thị trường vượt đỉnh thì thật ra thứ hai thị trường đã vượt đỉnh. Nếu xét về giá đóng giá cao nhất thì thứ hai thị trường là 1.297.39, đỉnh của tháng 3 là 1.293.4, có nghĩa là đỉnh là vượt. Nếu xét về giá đóng cửa thì tháng 3 là 1.290.18, thứ hai là 1.290.67, có nghĩa là thứ hai mọi thứ nó đều đã vượt đỉnh. Nhưng nhà đầu tư người ta không nghĩ như vậy. Tại vì với anh chị vượt đỉnh thì nó phải uy tín đúng không? Nó phải cổ phiếu tăng rầm rộ. Nó phải có sự hưng phấn, phải có sự phấn khởi, phải có cao trào trên thị trường. Thì cho nên mình cần một phiên là thị trường chúng ta phải đóng cửa gần như là cao nhất phiên và chúng ta đang có được ngày hôm nay thị trường thỏa. Một cây nến quá đẹp. Không có gì để chê với thị trường này. Và ngày hôm nay vì sao thị trường chúng ta lại có thể tăng được thì ngày hôm qua nếu chị nào mà nhìn về xu hướng, chị nào sử dụng phân tích kỹ thuật phương Tây á thì chị biết là Bollinger Band ngày hôm qua là hai cái thứ bốp vào nhau. Ngày hôm qua là Bollinger Band bốp vào. Cho nên với việc mà Bollinger Band bốp vào ngày hôm qua thì được nó khó tăng. Khó tăng thì nó giảm, nhưng mà đến ngày kế tiếp thì Band bắt đầu nó sẽ mở ra. Mọi người anh chị nào để ý, anh chị nào sử dụng phương Tây anh chị sẽ biết. Cái khi Band mà đang bốp vào thì được nó phải dỉnh dần dần rồi sau đó nó mới mở ra. Nó luôn luôn như là như vậy anh chị. Thị trường nó luôn biết cách tôn trọng ha, thị trường nó rất biết cách tôn trọng. Khi mà bên bóp vào thì nó sẽ phải giảm đây, ví dụ như đoạn này đánh lên. Bên bóp vào thì nó phải giảm, thậm chí nó rủ một phát rồi sau đó nó mới kéo lên, vậy thấy không? Thì dần dần nó mới mở bên thì ngày hôm qua cái xu hướng của thị trường chúng ta là bên bóp và dần dần thị trường chúng ta đang mở ra. Như vậy là phiên dịch ngày hôm nay xét về yếu tố kỹ thuật phương Tây hợp lý và xét về timing của Ichimoku cũng cực kỳ hợp lý, có nghĩa là thị trường nó vẫn thỏa cho một cái sóng tăng của thị trường, cho một cái tăng. Thì sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta đang khá là rộng cửa cho thị trường hai phiên cuối tuần và chúng ta đang cực kỳ thoáng cho giai đoạn sắp tới thị trường chúng ta sẽ bước vào sóng lớn. Nhìn về Ichi mọi thứ thì bắt đầu là đang ở sóng tăng các kiểu cho ngắn hạn, dần dần bước vào ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, sóng tăng đang hình thành rồi. Vậy thôi, dùng Ichimoku là vậy, sẽ thấy sóng tăng đang vào rồi. Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các thứ đều đang vào sóng tăng. Phân tích kỹ thuật phương Tây thì chưa. Phân tích kỹ thuật phương Tây thì chỉ khi và khi sắp tới mà ADX nó cắt lên 20 á, thì lúc đó sóng tăng mới được hình thành. Còn bây giờ thì vẫn đang là một trạng thái là non trend, tức là không có xu hướng.
À, với phương Tây thì như vậy. Cho nên với anh chị nhà tư nào mà đánh theo trường phái follow trend, có nghĩa là anh chị đợi thì có trend nhé. Anh chị phải đợi khi nào ADX nó cắt lên được 20. À, còn anh chị nào đánh theo nghĩa tư vấn hoặc là anh chị nào đánh theo IG thì đoạn này chúng ta vẫn đang có hàng, thậm chí có một số anh chị nhà tư vẫn đang có full hàng. Đúng không ạ? Vẫn có một số anh chị nhà tư đang full hàng. Rồi. Thì đánh giá về thông thị trường thì các phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta đã vượt đỉnh một cách là rất đẹp về mặt kỹ thuật. Thanh khoản tạm thời thì chấp nhận được, không phải quá lớn nhưng mà đủ ổn. Đương nhiên qua ngày mai bắt đầu thanh khoản nó mới nữa. Thì vì sao hồi nãy như vậy? Hồi nãy Nghĩa có nói một ý là mặc dù là thị trường bắt đầu ngôn lên nhưng mà ngày mai có khi là một phiên hay ho. Tức là thị trường nó đang đi lên, nó vẫn có một cái sự nghi ngờ. Thì cái thông tin của tối ngày hôm nay với Dow Jones, với CPI, với Fed, có thể nó sẽ là một cái phép thử cho thị trường. Thì giả sử nha, sự tích cực thì Nghĩa không nói gì hết, nếu như mà thông tin tích cực các thứ thì gần như thị trường ngày mai nó sẽ bay. Nhưng nếu như thông tin tối ngày hôm nay đón nhận là một thông tin không được tốt thì phép thử của ngày mai chính là một cú test đỉnh. Một cú test đỉnh của thị trường, có thể thị trường chúng ta sẽ vượt ngàn ba và thị trường chúng ta sẽ test lại vòng 1294, tức là thị trường nó sẽ giảm khoảng cỡ 6 điểm, thậm chí sẽ test mạnh hơn, tức là thị trường sẽ đạp về cái mốc quan trọng của ngày hôm nay, đó là vùng 1288, có khi 1288 vậy. Thì có nghĩa là thị trường nó sẽ đạp giảm khoảng cỡ 12 điểm, thì đó cũng là một cái phép thử. Thì nếu như mà thị trường nó diễn biến theo chiều hướng đó ở đầu phiên ấy, tức là mở cửa bất ngờ, thị trường mở một cái gắp giảm hoặc là mở cửa thâm chiếu và bắt đầu giảm, thì ngay lập tức sẽ có một cái sự tháo chạy trên thị trường. Mình cho rằng sẽ có một sự tháo chạy á anh chị. Đó. Và cái sự tháo chạy này thì đây chính là cái sự rũ bỏ của thị trường trong quá trình đi lên. Thị trường sẽ không chọn câu chuyện đó là tăng rồi rũ bỏ, đi ngang rồi rũ bỏ, gãy này. Mà có thể là cố tình đánh vượt đỉnh và tạo một cú rũ bỏ, tại vì thị trường vẫn có sự nghi ngờ. Thì nếu cộng với cái kết quả, những giả sử kết quả của tối ngày hôm nay nó không được tốt thì ngày mai thị trường đạp thì hoàn toàn có cớ ở trong buổi sáng, mà đạp thì ngay lập tức những nhà đầu tư người ta đang nghi ngờ thị trường, người ta sẽ cho rằng thị trường bull trap, thị trường bull trap, thị trường vượt đỉnh giả để tạo FOMO rồi xả hàng rồi bô các thứ, và ngay lập tức sẽ có một cuộc tháo chạy lực bán, được coi như là thôi rồi luôn. Nhưng mà với mình đánh giá đó là một điều cực kỳ hay ho. Nếu thị trường làm điều đó là sắp tới là thị trường tăng là ngon vậy, tại vì trước quá trình đi lên thị trường có một sự rũ bỏ, và sự rũ bỏ nó sẽ làm mới được rất nhiều dòng tiền và thị trường chúng ta sẽ tươi mới hơn, khỏe hơn và quá trình đi lên của thị trường sẽ ngon hơn. Cho nên nếu như mà buổi sáng ngày mai, giả sử tối ngày hôm nay thông tin có không được tốt, sáng ngày mai thị trường giảm, bất cứ giảm về đâu, và đặc biệt giảm ở trong một cái trạng thái giảm mạnh vì điểm số mà có một sự hoảng loạn như vậy, thì anh chị nhà tư chúng ta tự tin mua vào cho mình, đặc biệt các anh chị cầm tiền phải tự tin mua vào cho mình, đó mới là cái cuộc chơi hay như vậy. Với mình đó mới là cuộc chơi hay. Anh chị cầm tiền tự tin mua vào cho mình lúc thị trường bán hoảng loạn, và thậm chí chúng ta sẽ hứa tất cái chuyện phun hàng luôn. Anh chị là quyết liệt, anh chị bắt phun hàng của mình nếu như thị trường chúng ta có thể đạp về vùng 1290, 1288, chị đã tự tin chị phun hàng luôn cho mình. Đó, đó nếu thị trường làm được điều đó thì tự tin mua cho Nghĩa nha. Còn nếu như mà thị trường chúng ta tăng thì cái bài toán được đặt ra đó là anh chị sẽ mua điều gì, mua cổ phiếu nào, mua con gì. Thì đương nhiên trong thị trường tăng ấy, trong một sóng tăng thì nó sẽ có rất nhiều cách mua. Hoặc chúng ta sẽ mua cao để bán cao hơn, tức là chúng ta chấp nhận mua cổ phiếu đã tăng, nhưng không nên đua trần quá nhiều cổ phiếu đã tiến. Đó là phương án mua một trong một thị trường lên. Phương án thứ hai là trong một thị trường lên thì khi cổ phiếu có giá đỏ thì nó là cơ hội cực kỳ tuyệt vời để anh chị mua. Thì chúng ta cố gắng mua ở này, tại vì thị trường tăng thì gần như cổ phiếu nó sẽ tăng cả. Đương nhiên có cổ phiếu tăng trước, có cổ phiếu tăng sau, có cổ phiếu tăng khỏe, có cổ phiếu tăng yếu. Thì anh chị không nên bỏ lỡ, anh chị không nên bỏ lỡ và anh chị không nên đánh đồng cơ hội, mà chúng ta sẽ xét cụ thể cổ phiếu. Nếu anh chị không biết xét cổ phiếu nào thì anh chị có thể liên hệ với Nghĩa, Nghĩa sẽ hỗ trợ anh chị.
Thông tin số điện thoại của Nghĩa có ở trên màn hình lẫn bên dưới phần comment, anh chị liên hệ ha. Rồi, đó là cái đánh giá của Nghĩa cho thị trường. Cái đánh giá của Nghĩa cho thị trường, đó là thị trường của chúng ta, thị trường của mình, thị trường của chúng ta. Nếu như tăng thì anh chị sẽ thoải mái đi mua. Và đương nhiên những anh chị nhà tư đang cầm hàng, nếu như anh chị vẫn không mua thị trường này thì anh chị sẽ bị dồn vào một thế nó sẽ cực kỳ bí bức, là mỗi phiên thị trường tăng một cái, cổ phiếu là tăng rầm rầm rầm, có thể sẽ là như vậy, có thể cổ phiếu nó sẽ tăng trần luôn, thì anh chị sẽ cực kỳ bị động, bị cuốn dần tới một thời điểm anh chị không chịu diệt được thì anh chị phải bung ra, anh chị đua cổ phiếu, trong khi đó cổ phiếu là đã tăng 10% 15% thì chuyện hết sức bình thường. Cho nên anh chị nhà tư nào nếu đang có cầm một cái tỷ trọng tiền mặt lớn thì nên linh hoạt trong việc xuống tiền ở thời điểm hiện tại, Nghĩa đã chia sẻ rồi nha. Nghĩa chia sẻ rồi, hệ thống khách hàng mình cũng đang hướng tới cái chuyện đẩy hàng rồi, đẩy mạnh hàng rồi đó. Cho nên anh chị nhà tư chúng ta tập trung về việc này. Nếu anh chị có sợ thị trường sập á, thì mình khẳng định với anh chị là không có gì đỡ được thị trường nếu thị trường muốn sập. Nếu ý chí tạo lập người ta muốn sập thì không có chuyện gì đỡ được. Hãy nhớ là cái phiên ngày 15 tháng 4, anh chị nào đỡ? Không ai đỡ cả. Mình khẳng định với chị là không có ai đỡ cả anh chị. Không ai đỡ cả. Cuộc chơi nó đã đi thì không ai đi, cho nên chết nó sẽ chết đều. Và mình khẳng định thị trường này mà nó cũng xấu thì nó cũng không xấu đâu. Thị trường sập nó cũng không sập đâu. Thị trường này mà để giảm cửa một phiên 450 điểm thì nó không có đâu. Cho nên anh chị có thể yên tâm. Anh chị có thể yên tâm cho mình. Được chưa? Chúng ta chỉ việc quản trị tốt trên danh mục của mình, đó là tập trung cổ phiếu. Cổ phiếu không tăng được, cơ cấu bán sang cổ khỏe. Cổ phiếu yếu loại bỏ, bán sang cổ phiếu khỏe. Không nên nuôi. Anh chị sẽ có một số chị rơi vào trường hợp đó là nuôi cổ phiếu. Tức là mình ôm cổ phiếu mãi, mình không thể tăng thì mình do dự. Thì nếu như do dự như vậy thì cổ phiếu mình không muốn bán, vì bán thì sợ nó sẽ tăng. Nhưng mà mình không bán thì mình thấy cổ phiếu tăng khác thì mình lại nóng ruột. Rồi tới lúc mình bán xong cái cổ phiếu nó tăng ra. Cho nên nguyên tắc của Nghĩa là cơ cấu rất rõ ràng, yếu loại bỏ. Nguyên tắc của mình khoảng cỡ 3, 5, ít nhất là 5, khoảng 5 cho đến 7 phiên mà không thấy tăng được thì cũng bán cơ cấu. Không nên ôm nhiều hơn. Tại vì thị trường nó sẽ có nhiều cơ hội hơn và chúng ta không nên tiếc bất cứ một cổ phiếu nào. Nghĩa cũng có nói đùa một câu nói, đó là cổ phiếu nó không thuộc về mình thì mình không nên miễn cưỡng. Nghĩa là chúng ta thấy cổ phiếu tăng nhiều, sau đó chúng ta bắt đầu tiếc, thì giá như mà mình mua được cổ phiếu này thì hay. Mình không có cổ phiếu này tiếc quá. Nên tại sao phải tiếc như vậy? Thị trường ở đâu có thiếu đâu. Cơ hội trên thị trường thì rất nhiều, tại sao anh chị phải thiếu? Đúng không vậy? Giống như bây giờ anh chị giải sử các anh đi kiếm người yêu. Đúng không? Bây giờ cô gái này không chịu thì mình phải chuyển đối tượng chứ, tại sao mình có theo đuổi mãi? Nó không thuộc về mình thì mình không thuộc. Hay là các cô chị em giả sử như kiếm người yêu hay là có chồng, chồng mà không phù hợp với mình, không chung thủy với mình, ao. Rất rõ ràng vậy, quan điểm mà thời điểm hiện tại rất rõ ràng. Cổ phiếu cũng như vậy, không yêu, không ghét cổ phiếu, không tiếc, không nuối. Câu chuyện tiếc nuối nó chỉ là cảm xúc và nó không giải quyết được bài toán gì cả. Bài toán tập trung cơ hội nào, làm sao để nắm bắt được cơ hội, mua như thế nào, khả năng sinh lãi như thế nào. Ok, đó là điều mà Nghĩa hướng tới với anh chị khách hàng cũng như là anh chị nhà tư trên live trong video này. Hy vọng anh chị có thể theo dõi. Rồi, đó là những cái chia sẻ của Nghĩa ha. Ác mộc đẹp quá, ác mộc quá đẹp với thị trường. Thị trường tăng điểm và ngày hôm nay mình có một cái lệnh phái sinh cực kỳ ngon cho hệ thống khách hàng của mình. Phái sinh ngày hôm nay đăng ký phiên tới 1330. Ngày hệ thống khách hàng của Nghĩa thì Nghĩa cho một cái lệ lon ở vùng 1305 vượt 1307 thì vào phun lon. Anh chị. Đây từ buổi sáng là mình có đánh giá này. Phái sinh đầu phiên test đáy hôm qua và bắt đầu ổn dần. Nhìn cơ sở đang thiên về việc tăng hôm nay cho nên phái sinh sẽ thiên về lon. Anh chị mở lon 50% tại 305 vượt 308 nhồi phun lon. Và anh chị nào có theo dõi livestream ngày hôm nay buổi chiều của Nghĩa cùng với lại anh Tùng và em Lì
Nghĩa đưa một cái lệnh long ở trên livestream là vượt 307.5 chỉ phải vào long. Và target mình đưa ra đó là 312, 315, 320. Làm giấy cuối phiên nó lên tới 330 anh chị nào, và xét từ điểm mình đưa thấp nhất gần nhất đó là 307.5. 330 là 23,5 22,5 điểm. Kinh khủng không anh chị? Và với hệ thống khách hàng của Nghĩa thì Nghĩa không tha. Và mình đưa target như thế nào thì mình bán. Mình bán rất rõ ràng. Đó, mình nói rất rõ ràng. Thế target 312 chốt một phần. Còn lại thả tiếp về 315, 320. Chẳng lại tại 309 tiếp tục anh chốt ở lớn ở 315 tại x về 320, chẳng lại ở 312 có 315 chốt, có 320 chốt hết không tha. Lo ở 305 là lãi 15 điểm, mà lo ở 307 là 13 điểm. Có một số anh chị sẽ nói vì sao Nghĩa không giữ qua đêm, tại vì nguyên tắc của Nghĩa có 3 chữ không. Nghĩa hay vẫn tư vấn với hệ thống khách hàng và các anh chị trên livestream, Nghĩa nói là 30 với phái sinh, không vội, không vội mua, không vội bán, không vội lo, không vội sọt, không vội vào lệnh, không tha, có lãi không tha. Nguyên tắc của mình là như vậy. Mình có thể chấp nhận ăn ít, nhưng mà mình không để mắc lãi, nhất là không gồng. Có nghĩa là nếu như vi phạm stop loss thì phải bán, không gồng lỗ với phái sinh. Đó là ba chữ không trong hệ thống khách hàng của Nghĩa. Mình đánh phái sinh thì hướng tới câu chuyện an toàn, mình không mua bán liên tục tội và mình không đảo chiều liên tục. Long thì long, sọt và sọt, chứ không có vừa long vừa sọt, không có đặt, không có vào lệnh long tới điểm đó chốt xong vào sọt. Mình không đánh thì kỳ đó, Nghĩa không đánh hai chiều. Đánh hai chiều nó cực kỳ mệt. Với phái sinh thì thường một phiên mà sẽ viên một chiều, một ngày có thể có một cho đến hai lệnh, đó là trung bình với phái sinh. Không thì mình sẽ bỏ. Có khi một ngày không có lệnh nào là chuyện bình thường. Ok anh chị ha. Rồi đó thì về cơ sở và phái sinh thì mọi thứ đều đang ngon, cho nên thị trường bắt đầu đang đứng trước một cơ hội lớn để vào sóng tăng. Cho nên anh chị như tôi, chúng ta đừng nắm bắt bỏ lỡ cơ hội này, và nhớ liên hệ với Nghĩa để chị mở tài khoản tại HSI, hoặc anh chị đã có tài khoản HSI chị chuyển về. ID của Nghĩa tại HSI là 2760 nha. Welcome tất cả mọi người. Liên hệ ngay để Nghĩa hỗ trợ anh chị mở tài khoản chuyển ID và nắm bắt sóng sắp tới. Sóng này sẽ là một sóng cực kỳ ngon, và mình tin rằng chắc chắn cái mức lợi nhuận trung bình từ 20-40% nó sẽ xuất hiện với anh chị. Nó thậm chí sẽ có cổ phiếu X2 cho anh chị. Mình khẳng định là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vài cổ phiếu đáng chú ý cho phiên giao dịch ngày mai. Thì nếu như nói về cổ phiếu thì ngày hôm nay cái dòng mà nổi bật nhất đó là dòng chứng. Thì chứng thì có nói với anh chị là cổ phiếu HSI là cổ phiếu quyết định cái dòng chứng. HSI vượt được 36.2 thì gần như cái cuộc chơi của chứng nó sẽ xảy ra. Thì ngày hôm nay chứng đã vượt được 36.2. Thì ngày hôm nay anh chị nào mua thì cũng ok. Nhưng nếu anh chị nhà tư nào chưa có cổ phiếu để mua thì anh chị có thể nghĩ tới đánh HSI, và đặc biệt anh chị vốn lớn thì nên đánh HSI. Có thể là lợi nhuận của mình nó sẽ không bằng các cổ phiếu khác của trong nhóm chứng, nhưng mà xét về yếu tố nếu anh chị đánh lớn kèm theo việc anh chị đánh margin thì nó không kém cạnh các cổ phiếu khác đâu. Và đặc biệt cái thanh khoản của HSI thì nó cực kỳ nổi bật để anh chị có thể đánh một cái size to, vì đánh vài tỷ vài chục tỷ là chuyện hết sức bình thường. Đó, AI nó cực kỳ phù hợp. Thì nếu như chị chưa có hàng thì chị nên đánh AI. Điểm mua của anh chị thì anh chị có thể mua, giả sử như ngày mai nó mở cửa nó tăng thì mình bỏ. Và sau đó mình canh cổ phiếu hạ nhiệt quay trở lại vùng giá hiện tại tham chiếu là 36.6 thì mình mua. Hoặc là cổ phiếu có test trở lại vùng giá 36.2 thì mình mua full rồi đó. Nhưng mà test lại anh chị tự tin mua full rồi với AI. Hay nhóm chứng thì chúng ta có cổ phiếu AGR thì đẹp quá rồi, không có gì để nói. CTS, MBS, HCM. HCM cũng được, nhưng mà HCM thực ra hơi khó mua. BSI vẫn còn là điểm mua cho anh chị, Nghĩa chia sẻ rồi ha. BSI vẫn còn điểm mua. Anh chị có thể mua được với BSI bằng giá hiện tại, thậm chí nha. Thậm chí là nếu BSI vượt 61 mà không về thì anh chị mua full luôn. Nếu biết ai mà về được vùng giá quanh cỡ 60, dưới 60 là chị tự tin mua phun hàng. BSI dòng chứng này, dòng chứng còn gì nữa, còn ORX. ORX cũng được, đương nhiên thì ORX thì nó không được ổn ổn lắm, tức là không được đẹp ra lắm, nhưng mà vẫn còn mua được. Vậy có thể mua ORX.
Hay là ngày hôm nay có một cổ phiếu đã chuyển mình, đó là VX, cũng là một cổ phiếu được khá là nhiều nhà đầu tư trầm trồ. Thì VX sau một cái giai đoạn yếu lầm lũi thì ngày hôm nay bắt đầu chuyển trạng thái. Thì anh chị mua thì với VX anh chị phải canh cổ phiếu nó test trở lại vùng giá 18.7, 18.8 anh chị mua. Nói chung là VX giảm thì mua. À, nhớ là giảm là mua. Đó, một vài cổ phiếu chứng khoán còn mua được. Còn các cổ phiếu khác ví dụ như là SHS hay là SBS thì mình không khuyến nghị. Tại vì với SHS thì nó vậy nấy nhiều quá, và cổ phiếu này thì đặc thù nó luôn luôn đi sâu giống dòng chứng phần kiểu 3 tuần sau một nhịp. Cho nên sau này ví dụ nó đánh hết rồi quay trở lại SBS, cái mấy cổ phiếu bo cung gửi dưới thì mình không chọn, chứ mà không chọn hay chọn cổ khỏe, ai chọn chọn cổ khỏe. Rồi chứng có một cổ phiếu khác dòng đơn lẻ mà anh chị có thể mua được trong ngày hôm nay, đó là con CNG. CNG đang cực kỳ hấp dẫn để anh chị có thể mua, và CNG làm chí cuối phiên đang có một cái giá cực kỳ đẹp cho anh chị mua. Thì ngày mai nha, ngày mai anh chị canh mua cho mình vùng giá là quanh 35, tức là 34.7 đến 35 anh chị có thể mua, cũng là một cổ phiếu đáng chú ý ở thời điểm hiện tại anh chị có thể mua được. Cũng là một cổ phiếu ngày hôm nay thì đã khuyến nghị cho tổng khách hàng của mình, và mình cho ra trạng thái của CNG đang đẹp để anh chị có thể mua ha, quanh vùng giá 35, dưới 35 càng tốt, 347, 35 là mua cực kỳ hợp lý. Với lại CNG cổ phiếu này cho điểm mua đẹp, vậy thì mua an toàn, không phải điểm mua ráng nha, đây là điểm mua an toàn với CNG. Rồi gì nữa, nếu như nói về dòng mà dòng ngân hàng, dòng ngân hàng thì ngày hôm nay có ACB đánh quá đẹp. ACB thì ngày hôm nay về đến đúng hỗ trợ và bật. Mình không kịp báo cho hệ thống khách hàng của mình gia tăng ACB, tại vì ACB cổ phiếu là một cổ phiếu mà hệ thống khách hàng nghĩ cho mua và nắm giữ lâu dài. Mình ăn luôn cả cổ tức với ACB. Cho nên với ACB mà về được ngày hôm nay là một cái điểm mua đẹp. Nhưng mà thực nghĩa trang video này, và phải xin lỗi anh chị nhà đầu tư là anh chị khách hàng, là ngày hôm nay mình không kịp đẩy lệnh mua gom cho anh chị với ACB. ACB đánh quá đẹp, trôi qua mất cái điểm mua hơi tiếc. Ngân hàng thì hiện tại thì chỉ mua view về câu chuyện nắm giữ lâu dài. Bất động sản thép, thép thì xem thử là cổ phiếu Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát thì đẹp rồi, không có gì để bàn. Nhưng cổ phiếu cửa dưới thì có TLH, là anh chị mua được này. TLH vẫn còn mua, cái gì nào say bé đánh vốn bé thì gì có thể đánh TLH. Thép Việt Nam thì cũng đã tăng mạnh rồi cho nên không có điểm mua. Thép Việt Nam thì không có. SMC thì cũng hết, nói chung là bây giờ thép có mỗi TLH là còn mua được. Dầu khí thì vẫn hướng tới câu chuyện đánh dài. Dầu khí thì mình vẫn khuyến nghị đánh dài, ví dụ như PVC thì người bạn cho hệ thống khách hàng mình mua quanh vùng giá 16 và nắm giữ dài, mình không đánh ngắn. Dầu khí mình đánh mỗi PVC thôi. PVD, PVX thì vẫn ổn, nhưng này mình thích PVC thôi, như vậy á. Bất động sản thì có Khang Điền đang ok, Khang Điền đẹp quá, không có gì để chê với Khang Điền luôn. Nam Long cũng được rút chân. Nam Long anh chị chú ý nha, Nam Long mà nó vượt 43.7 anh chị có thể mua với Nam Long nha, vượt 43.7 anh chị mua Nam Long. Phát Đạt các thứ, bất động sản thì hiện tại có mỗi Nam Long, Khang Điền ổn thôi. Rồi các cổ phiếu khác thì không ok cho lắm. Thủy sản có EDI được này. Thủy sản có EDI được. EDI vượt 12.6 là anh chị mua, tức là anh chị vượt 12.7 anh chị mua, tức là mình vượt cản vượt đỉnh mình mua EDI này. Hay là ASM cũng như vậy. ASM thì nghĩa có nói với chị rồi, khi nào ASM vượt lại 10 nằm trên 12.8 thì anh chị mua. Đó là nó nằm trên cái kháng cự giao găm tháng, tức là vượt trên 12.8 thì anh chị mua. Đó là ASM. Một vài cổ phiếu còn có thể mua được. Rồi chắc là video cũng đã video 1 tiếng 10 phút rồi, video dài ha, chắc là chúng ta cũng sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Thì một lần nữa trước khi kết thúc video này thì những anh chị nhà đầu tư nếu như đang có theo dõi tới thời điểm hiện tại, anh chị để lại một like, một tim giúp Nghĩa. Anh chị nào chưa đăng ký kênh ITB Club Channel thì anh chị nhấn nút đăng ký kênh, bật nút thông báo để nhận được những cái video, những cái live stream tiếp theo. Anh chị nếu như đang cần một người tư vấn, một người đồng hành hỗ trợ anh chị về danh mục, về cổ phiếu, về kế hoạch mua bán, về chiến lược, thì anh chị có thể
liên hệ với Nghĩa, mở tài khoản tại SSI hoặc là có tài khoản tại SSI thì chuyển về ID. ID của mình là 2760. Và không tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.